Mến chào bạn, thì nông cơ Chí Linh bữa nay mới về một con Hinomoto N198. Cái dòng này rất là được nhiều người ưa chuộng các bạn nha. Thì nói chung xe bãi thì mình biết là có nhiều con, thí dụ nó còn rất mới, nó chạy ít giờ nhưng mà nó để vẫn thường thường, nó để thí dụ như bãi lâu á, nhà người ta vứt bên hè đồ lâu thì nó cũng có khi nó xét súng đồ vớ vẩn. Nhưng mà quan trọng là cái con máy nó chạy bao nhiêu giờ và nó có ok không thôi. Rồi, cái con này mới chạy được có 427 giờ thôi. 407 giờ thì quá ngon. Đồng hồ này là không có tua nha. 407 giờ nếu mà bạn nào á mà phát hiện ra cái đồng hồ mà ba cái máy cày này nó thật, sống có đức, chả ai mà đi tua cái đồng hồ máy cày. Tôi nói thiệt, tôi đi làm, tôi quay, tôi biết bao nhiêu nơi, tôi cũng bán xe bán đồ, tôi biết xe Nhật nó chạy có một cái hạn giờ là nó bỏ. Ví dụ như xe này nè là nó chạy không quá 1000 giờ, thằng nào mà chạy cao lắm là 1000 giờ nó bỏ. Còn xe lớn á, ví dụ 3-2 trở lên chạy 2000 giờ đó. Xe càng lớn nó chạy số giờ càng nhiều. Bên Nhật nó chạy nó có cái đát giờ của nó vậy đó. Xe này không có, cái mấy xe này không có ai tua giờ đâu. Thường thường gia đình người ta xài á, người ta cứ xài, người ta bên Nhật mà nhà nào cũng có, nó xài nói chung cũng không nhiều. Rồi con này thì nó 19 ngựa ha, 2006 rồi tua. N nè, 189 nè, dòng này là đời mới. Thằng này bên điện các bạn. Bên điện cộng kèm có bên nghiêng nha. Đúng rồi, có bên nghiêng, thế hệ mới nó vậy á. Nói chung là đùi sau là đùi lớn nha, đùi lớn nha. Con này 19 ngựa mà đùi vậy là thuộc loại đùi lớn nè. Đây có mui đồ nè, đó, mui đồ luôn. Vỏ bánh đồ thì gai đồ thì còn ok, gai đồ còn cao. Cái này thì không có bị nứt không, mà cái vỏ này á thì mình thấy nó để nghiêng về một góc nè, cái này có nứt không nè, nhưng mà không sao. Rồi đây, thế hệ mới nó có thêm những cái này để phụ trợ phía sau ha. Cần số trên tay ha, tới lui nhanh ha. Hinomoto số đây luôn, số tay trên luôn, 1 2 3 4 5 6. Hình như bên kia nó có một cái tầng nhân tốc. Đây là V-size, ga chân thắng. Em mở cabin cho. Lốc kê. Rồi, để mình đọc thông số lốp ha. Lốp trước không được đẹp các bạn nha. Vỏ trước 514, vỏ sau là 8322. Rồi Linh ơi, thôi thôi khỏi đi. Đây mình lên thử luôn. Đây, quá đơn giản ha. Đây là số sới nè, đây là nhân tốc nè. Giờ mình số 1 thôi cho nó an toàn. Chạy không hay anh chạy? Thôi em chạy đi. Cái lái trợ lực nhẹ dữ ta. Cái lái trợ lực nè, đời mới người ta lái trợ lực nè. Bên kia nhân tốc phải không? Bên kia nhân tốc đúng không? Thằng này nhân tốc đúng không? Quốc dòng rồi.
cái nào bật nữa không? Êm quá. Êm ha. Rồi vô đi. Chạy vô luôn. Khoan nè. Em dở động cơ anh coi đẹp không nè. Không xả gió luôn hả? Quá êm hả? Quá êm, quá êm. Rồi. Mới có nhiêu giờ đó mà. Mới có mấy trăm giờ. 7 giờ mà. Xe này thằng này nó để nhà nó ít xài nè ha. Xe này chẳng qua là nó kiểu như nhà mình á, mình có nhưng mà mình để đó chứ không xài. Riêng hoàn toàn. Nước sơn của vàng chân còn đẹp ha. Bẻ ra một cái. Bẻ ra một cái. Rồi chạy vô đi. Bên thử coi lên không? Bên điện, bên điện bên thử coi lên không? Lên ok ha. Lên mà. Bên nghiêng nè. Bên nghiêng nó có nút kia ở đây. Có bên nghiêng á. Có bên nghiêng. Chưa tìm ra nút. Rồi bạn nào muốn mua bán giá cả gì thì alo với ông chủ, đừng comment hỏi giá. Bây giờ mua bán bí mật các bạn ơi, các bạn biết sao không? Nếu mà cứ báo giá lên riết thiệt hại cho người tiêu dùng dữ lắm, các bạn không hiểu đâu. Cái người coi chơi thì được, tham khảo thì được, nhưng mà người tiêu dùng sẽ thiệt hại. Chẳng có ai mà mua chiếc xe về bán lỗ. Khi mà người ta bán thì cứ lái nó cứ thấy bán là nó cứ càng ngày càng lên. Từ năm ngoái tới năm nay xe lên cả trên 20 triệu một chiếc. Mười mấy đến 20 mấy triệu một chiếc. Các bạn không biết đâu. Hai năm nay. Rồi, mến chào các bạn nha.